Thế thì như mọi người thấy đi lúc cầm kiếm chó, nhưng mà vấn đề ở đây đó chính là mới set 22 thôi ha. Mà cái set 22 này nó còn hơi cốt biom nữa. Cho nên là chắc chắn là chúng ta khả năng cao hơn là chúng ta sẽ kiếm được đồ nâng cấp ha, chứ không 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 như video video Raiden vừa rồi đâu. Anh nghĩ là mình nên mình về Mondstadt được không Hảo ơi? Thì lộn 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 đang 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 ở quên 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 em quen thói ở ở Liyue rồi, cứ làm gì em cũng ở Liyue. Lần này thử làm ở Mondstadt coi không khí thay đổi không ha. Như mọi người có thể thấy chúng ta có 500 thánh di vật đó, mà công nhận ảnh tích nhanh thiệt ha. Bữa bữa hồi Raiden tới giờ ảnh đủ 500 cái rồi, cũng nhanh thiệt. Thì cái video Raiden đầu tiên á, ê, rất nhiều lông. Gì vậy? Lẹ vậy? Lẹ, đó thấy không? Đó, bữa mà mình lần lần trước là xui thôi. Đó. Vậy? Đó. Gì vậy? Mình nói rồi, lần trước là xui thôi. Đó. Wow. Lần trước là xui rồi đó, mình chứng minh rồi đó, chứng minh ngay trong video tiếp theo luôn. Cái đào ba vòng thử thử trước đi ha, thì mấy cái bốn vòng có khả năng mạnh hơn hơn nhiều. Ảnh đâu ra cái này, cái kiểu như tấn công thì ít ca, kiểu như là trừ Raiden ra ít character ở Genshin xài, cho nên là em mày Vẫn không là nói gì, tại Hạo nha. mày không nói gì hết nha. Mà lắm rồi mình không nói gì Sao hết. mà nói được gì? Nâng luôn. Cái này không không phải Cái tại này ai. là của Raiden đúng không? Thì không phải Này tại là ai. của video Raiden nó lọt sang đây đúng không? Này không phải tại ai hết. Này này là một cái mạnh của Hu Tao rồi mọi người. Đúng không Anh cũng cạn lời. Hưng? Chở vô đóng thứ của tao lại 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 hài điên nha. Ok Hôm đó nên nên vô sát thương bạo em. Hey, that's pretty good. Ờ? Ê, ê, Đấy. ê, 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 còn một lần nữa nữa. Thấy không? Mình nói rồi, lần trước Raiden là mình xui thôi. Đó, giờ nâng cấp mà mình còn một cái khá ổn nữa, thấy không? Chưa nói trước được điều gì hết em à. Giờ Tôi nó đương vừa cái sát này thương cũng bắt bạo được. nè. Thấy chưa? Tại Hưng chù nè, cái này tấn công nè, thấy không mọi người? Anh nói là cẩn thận. Mà này tại Hưng là chắc chắn luôn. Cẩn thận. Thì rõ ràng là Hưng không ai khác đó. Nó tại vì em đi lúc chơi tinh thông mạnh ha, cho Mình nên là mình sẽ nâng cái hiệu quả bỏ nạp cái trước đi nạp ha. trước đi. Ừ, Ừ, mình mình lấy cái nạp trước đi. ok, được rồi. Từ anh thấy hơi hơi nhiều ngữ không? Ừ, nhưng mà ảnh chưa có gì cho nên là ảnh chưa có cái hoa nào á, cho nên là về 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 đi Sao thấy sát thương bạo hơi thấp không? nhìn Thấy người hơi cao không? tính ra cái này nó còn nhìn nó ổn hơn. Từ từ thử lần nữa không, hỏi Thì hỏi nói từ ngữ sang ngữ phần trăm của em. thôi cái này đi. Ok, Anh đang hơi lo. lo cái kia em biết rồi, nhưng mà em nghĩ nghĩ, nghĩ lần này chắc không sao đâu. Người nghĩ lần này chắc không sao đâu. Hình như cái bảy máy anh cũng hay thấy cũng quen quen đúng không? Thôi Anh thấy kệ, nó ở đâu rồi đúng không? thôi kệ, cái đầu tiên có đồ rồi, cái đầu tiên chúng ta có đồ, cái này nó vẫn tốt hơn là cái này, cho nên là chúng giữ được tạm thời. Cái này nâng luôn không ta, cái này chắc lưng được còn gì, tại ảnh chưa có gì thì chúng ta có thể vô tạm được. Nhưng mà cái gì ấy này, ai cầm đây? Thôi thì Anh nhắc lại lần nữa cái này từ video ra đền đúng không? đúng là thằng đúng là đi lúc cần nạp á, nhưng mà đâu có cần gì tới mức này. Đừng nhắc tới video Raiden ở đây. Video nào là video đó hiểu Ok. Cái giữ mà không Hả? có nâng nha, cái đó giữ nó không nâng nha. Để đỡ tốn phút. Cái nón này mình có nâng cấp rồi cũng không cần lắm. Cái nón nó cũng hơi khó qua thiệt ha. Nó nghe 21 dễ chứ được, nó cũng khó qua lắm. Out.
Tiếp tiếp tiếp. Ừ, tại vì anh tinh thông với sát thương bạo khá lộn. Đó, sát thương bạo. Ok. Sát thương bạo. Đó, nên là đó. Okay. Sát thương bạo. Đó. Tiếp tiếp tiếp. Mình đừng có cười. Mình đừng có gì hết. Cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục. Coi như chưa gì xảy ra cả. Sát thương bạo. Đó. Cứ tiếp tục. Oh my god. Wow. Xong. Thấy chưa? Anh nói rồi, cứ tiếp tục. Rồi xong rồi đó, chắc chắn là cái này nó tốt hơn cái cũ luôn ha. Mình nâng cái này lên cộng 4 đi rồi dục luôn đi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta có cái lông. Lông dễ nhàng, ấm nè. Cứ tình cảm, cứ HP. Hay. Không không, thực ra là tại mình đang thiếu cái kia nhiều hiệu quả nạp á. Ê vô. Tiếp 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 tiếp. Mình cứ im lặng, cứ im lặng. Cứ im lặng, cứ tiếp tục. Không nói nhiều. Cứ nâng, không nói gì hết. Tiếp tục cho anh. Thấy chưa? Vậy giờ chúng ta phải im lặng rồi. Ê, tính từ 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 từ. Mới bắt đầu video mà ta. Khoan khoan. Hình như mới bắt đầu video đúng không? Hơn. Em nhớ mới bắt đầu video đúng không? Sao hoàn thành mục tiêu video luôn rồi? Ủa từ từ khoan. Không. Từ từ khoan. Mới bắt đầu video mà sao hoàn thành mục tiêu video. cái hoa này nó mọi chỉ... thứ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của chính phủ. Ủa từ từ khoan cái gì đây? Ủa anh có cái này sao anh không xài cho đi lúc ta? Okay. Ủa gì đây? Ủa nó ổn hơn hẳn luôn rồi đó. Ủa mới đầu video mà ta. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Thấy không? Em không cần nói gì hết, chỉ cần làm thôi, anh nói là được. Ví dụ như cái này. Em chỉ cần kiếm ra đồ rồi để anh nói à. Hợp lý nha. Ừ. Em không cần nói gì hết, em cứ làm thôi, để anh nói là được. Không cần pray, không cần làm gì hết, để anh làm thôi. Để anh nói thôi. Em chỉ cần làm là được. Tới khi nó không được đúng không? Đúng rồi, tới khi nó không được thì thôi. Tới khi nó không được mình đổi cách nữa đúng không? Đúng rồi. Đó. Ngày điên. Cứ như thế. Rồi cứ bỏ luôn. Dòng 4 ngữ hơi nhiều. Còn cái này thì để sau. Chúng ta tiếp tục tới cái này. Đi được. Cái này dòng thứ 4 không quan trọng. Ừ. Nhưng mà cứ nâng từ từ đi. Nâng từ từ đi. Ừ, cứ nâng từ từ. Cứ nâng từ từ. Tiếp tục. Không nói gì hết. Tiếp tục. Không còn nói gì cả. Cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục. Mình thêm một lần nữa. Mặc dù hơi min thôi nhưng mà cứ tiếp tục. Bắt đầu hết hiệu nghiệm rồi đó. Ừ. Thôi thật ra cũng được. Nhưng mà thôi cái hồi nãy nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Cái onset là hài lắm nè. Onset dòng ngữ em. Ê. Ê sao nãy giờ toàn ra đồ hư tao không mọi người? Cái gì đây? Thấy chưa? Thấy chưa? Ê từ từ cái thấy gì chưa? Em nói em thấy gì chứ? Dòng trị liệu 2. Khoan. Trị liệu 2 dòng sát thương. Như mình dự đoán. Như mình dự đoán. Như dự đoán. Tại sao có 2 cái mũ ở đây? Tại sao có 2 cái mũ khỏe vậy? Thử im lặng lần nữa. Tiếp tục, không nói gì hết. Đừng nói gì cả, nói rồi mà, đừng nói gì hết. Cứ nâng thôi. Cứ nâng thôi. Rồi, nâng được rồi. Anh nghĩ nâng rồi, 16 rồi, nâng được rồi. Rồi. Ok. Rồi tới cái này. Cái này em nghĩ là lần bắt đầu. Cái này anh nghĩ ôi in. Ừ, ôi in thử lần đi. Coi nó có tác dụng gì so. Tại sao anh không giữ cái này? Ảnh không có thói quen khóa đồ mà người lâu lâu mình phải check lại cho chắc ăn á. Ừ cái này đi. Cái đó đi. Đi à. What the hell. Ừ đi luôn á. Ừ. Ông nói đi lúc. Đúng lúc chát. Đi lúc chát. Đi lúc chát à.
chốc chốc hơi hạt nhài xíu, mọi người thông cảm. Nếu như mà cái kia nổ thì tiềm năng hơn nhiều nè. Ok, có đồ. Cái này sao từ nguyên tố hỏa đúng không? Vẫn không thấy được dòng ngữ ha. Tấn công. Vẫn không thấy được dòng ngữ. Lần nữa đi. Sát thương bạo nè, lần này sát thương bạo nè, thử coi. À rồi, thôi. Ok, thôi, xui cái đó, giờ cái này khỏe nè. Cái này không có dòng ngữ đúng không? Ừ, không có dòng ngữ. Giờ mình làm chiến thuật cộng lên từ từ cho anh. Cộng lên từ từ chỉ 3978 thôi. Nói rồi, không tin tưởng em là không được nha. Thì vô hết nè. Not bad. Đó. Ủa, con số này hơi quen đúng không? Ừ, hơi à, từ hơi quen. Vô hết thiệt anh. Sát thương bạo. That's a lot of damage. Hả? À, cũng được này. 10 điểm. Ok. 13-11 này, ok. Ngon luôn. 10 điểm đó, thấy không? Mình nói rồi, video trước chỉ là tai nạn thôi. Đấy, đẹp chưa? Cái này mới đúng. Ủa, khoan từ sao sát thương bạo số nó hơi lạ đúng không? Kiếm chó. Không, mình... một số xấu. 666 nó hơi lạ đúng không? Nó hơi sa tăng đúng không? Tăng nó lên đúng không? Giờ mình đi tăng nó lên. Đó hả? Không. Anh không nghĩ cái nó ngon đâu. Thì cứ thử đi. Ừ. Đây có hù thảnh, có hù tàu. Thảnh cũng có hù tàu. Đúng dòng chính này đó. Hay dòng phụ nó hơi kỳ ha. Thấy chưa, có cái mẫu trứng của mình đã hiểu ra rồi, có mẫu trứng của ma nữ ở đây làm sao mà không ra đúng không? Ê. Đấy, tiếp tục. Từ. Lên luôn. Em thoát ra làm gì? Thoát ra là không ra được đâu. Nó vẫn ra, tin tưởng nó vẫn ra. Ra nè. Nó ra cái gì? Trời ơi, khổ ghê, trải tui. Quên. Chứ nó là nãy lỡ tay. Hơi buồn. Lỡ tay lỡ luôn cái món của người ta rồi. Hay à. Chưa. Em nữa đi lúc cái đó mới là cái đồ ngon của đi lúc á, chứ tấn công chưa ngon lắm. Không, thật ra là... Ừ. Mà phải đi tấn công chưa? Nếu mà vậy thì tấn công, nhưng mà tinh thông thì nó hơi ấy chứ. Đấy, nó hơi khó vép. Đi lúc hơi khó vép. Ấy lại một cái hoa. Ô, bốn vòng gì ấy, chỉ là lại cái hoa y chang cái nãy nữa, chỉ vô bốn vòng y chang cái nãy luôn. Ma à, nãy giờ hoa không đúng rồi, ma quỷ mà ma che quỷ hờn. Hay này rồi thì để dành tiết mục chính chứ, thì cũng không phải 3978 này. Lên luôn rồi. Lên luôn đi. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Đấy, ngon này. Đừng bình phẩm. Damn. Đấy. Ê, 40 này. Ê, nói 40 có tinh thông cái tấn công luôn ha. Hai cái ngang nhau, kiểu như về 4 vòng thì nó ngang nhau á, nhưng mà 3 13 11, 13 11 là 27.2 là 30. 38 39 gì đó. 39.9, 38.9, 39. Còn này là 40 luôn. Ờ. Buồn nó rồi, dòng tấn công luôn. Ngon rồi đó. Ngon. Thấy không? Rồi. Trước chỉ là tai nạn. Đủ hoa rồi nhá. Only accident. Đừng là hoa nữa nhá. Thôi. Mới nói đừng hoa nữa nhá, cái nó không cho, nó cho đúng một cái hoa mà nó không nâng cấp được nữa, hại điên. Hú tao vậy đó. Tiềm năng với hú tao vậy. Lên luôn đi, dục luôn đi.
hết đồ ấp. Thôi cũng đáng đúng không? Ừ, như đấy cũng thật ra cũng đáng. Ừ, rồi không. Đáng chê. Món này là đáng chê. Ừ. Tất cả bây giờ đồ nâng nhiều quá rồi. Tiếp tục khoan nói gì cả. Anh sẽ để 4 không để anh có cần lại khóa không? Lại đi ra không, tại sao này, lại đi ra thì em không nâng luôn á, cái này không nâng luôn, kệ đi, em không có tính nâng, cái này là mục tiêu là cho chứ tại giờ, sao lại đi ra hết phút rồi, cái đồ hết phút rồi, mình lấy cái phút cũ mình nâng luôn, đồ phong ngon rồi bắt đầu ấy thôi. Anh cũng không có nhân vật phong nhiều, kệ nó. Ơi, khổ ghê. Thử nâng đi, trời cho, trời kêu ai nói dạ mà. À từ từ, thực ra mình quên cái này. Gì vậy? Chưa, anh kêu trời kêu ai nói dạ mà. 5 minutes later. Đó, vô kìa. Đó. ít phút quá. Nhưng mà ý nó là lát nữa nếu thiếu thì mình có thể dùng được. Thì lấy cứ lấy từ mấy đồ nâng rồi đi. 16 thử không có gì dùng luôn. Mà nó đó kìa, nhưng nó kìa. Mà dù nó min này. Luôn này. À rồi dục này. Đó. Cái cần HP thì không cho HP, cái không cần nghĩ cho HP á. Hơi buồn. Ngự này. Này phải sát thương nha. Không sát thương không chơi nha. Nó là tấn công cũng cút nha. Nó tấn công thật. Như mình đã nói thì cứ liên quan tới tấn công là tại Hưng ha. Mà cứ liên quan đến phòng ngự tại Hạo. Như cái này này. Ok, nạp đi luôn. Mà tiềm năng thôi, chắc là chát thêm lần nữa đi rồi mình nâng luôn. Nghe khúc này là thank you next quá. Lại hoa. Hơi nhiều hoa mọi người. Hơi nhiều hoa rồi đó. Hay. What the hell. Bro. Hay cái hoa luôn. Anh nghĩ là mình nâng hoa trước không? Nghĩ nó lên này cộng 4 để coi dối gì. Kèo nâng hoa trước đi, cãi anh hoài. Hai có phòng ngự này, giờ nâng lên hai chục nữa đi. Phải cãi chứ, không thích nó. Thích cãi làm gì nhau. Thế xong không ra đồ thì bắt đầu nói thôi ha. Nó pin quá. Ủa là nâng chưa? Pin tới chết luôn. Là nâng chưa? Ôi kệ, video này có đồ nâng rồi, nâng này cho có mà. Vậy có tấn công này, vô tấn công là tại Hưng này. Rồi ra là ra được 40 là cũng là kỳ tích cho cái đồ này á. Cho nên là mình sẽ không tin tưởng cho chuyện đó lắm đâu. I mean it's alright, like. Và thậm chí nó không. Nó vẫn ráng vô phòng ngự. Nó vẫn ráng vô ngự ha. Mà... Tới mà nữa rồi. Cơ bản là thành công. Đúng mục tiêu video mà không phải mục tiêu như cái video sang link. Là làm tạm, nhưng mà cái này mục tiêu khỏe đàng hoàng đúng không Hưng? Đàn đồ khá khỏe luôn. Thì thừa nhận là khỏe đàng hoàng. Chỉ có điều có một số thứ nó hơi là lạ. Ví dụ như sao hoa nhiều thế. Sao ngự nhiều thế chẳng hạn. Bà ơi, sao bà nâng ngự nhiều thế? Vì bà thích đó con. Bà nâng ngự để con nâng món khác. Hưng cạn lời ha mọi người, mình nói giùm Hưng chứ Hưng cạn lời. Ngồi chơi với nhau quá nhiều để hiểu ý ông Hưng. Ông cạn lời. Mình ấn này trước luôn đi ha. Chứ cái nâng cái gì sau.
Cảm ơn vì mày đã lịch. Cảm ơn vì đã đến. Rồi, cho xin ok. Tự nhiên năm nó ngon lắm. Đúng không? Tự nhiên năm ngon lắm. Xong cái... Đúng rồi, ngon nhất dòng 4 em. 44 ngự. Cho đi hỏa con set chơi vui nè. Không có là... Ê, không có hoa kìa. Đúng là không có hoa, hàng chi không có green. Không có gì đâu. Lần tính ra lần đầu tiên không có gì thiệt. Lần đầu tiên không có gì ha. Và vấn đề không có gì là tại vì không có hoa. Ừ. Vậy phải, à, có cái, hoa đúng không? Vậy phải có cái hoa. Cái lần qua này bị nguyền rủa rồi. Vậy phải có hoa luôn. Hôm nay 5 hoa luôn. Nhưng mà 6 nón. Rồi tới giờ tới nón rồi, đúng rồi. Tới lúc rồi. Tới lúc chúng ta có những cái nón chất lượng rồi. Ba dòng trước đi ha. Dòng trước đi. Mình lên 20 luôn cho anh, lên luôn. Oh! Hả? Rồi, cái gì? Cái lớp nâng thẳng 20 nó vẫn không chưa được sửa à. Nó developer chưa fix bug hả? Thôi nâng 18 thôi. Mình nâng 18 thôi. Ừ, lấy cái nón nó đi luôn đi Hảo Hảo ơi. Để cái nón nó đi lùi, cái nón nó mù quá. Cũng được, ở góc độ nào đó cũng được. Để đi kiếm food, đi kiếm food. 5 hours later. Ừ rồi thôi. Có vẻ là 20 CV là quá nhiều. Em nghĩ cho cái Leon set chắc cũng không phải là đòi hỏi quá đáng đối với cái tỷ lệ cái đường này vì nó có phòng ngự. Tôi không ngạc nhiên các bạn à, thằng này không có nón luôn. Ừ đúng dòng chính rồi đó, nhưng mà tại sao nó lại dòng phụ như vậy? Tính 8 luôn đi. Ô tôi không ngạc nhiên các bạn à. Sao ngạc nhiên được? Không, tại vì giờ được đồ nâng cấp rồi, thật ra nói ừ lần cuối cùng luôn rồi. Hết này. Hết rồi, để coi lần này ra gì không. Không ra thôi. Hết video được rồi. Ok thì nhưng mà ý nói là sau video thì đi lúc từ bộ 2 lên bộ 5 và cái lục lục. Và thật sự thì chỉ số gọi là ổn. 40 CV này, 28 CV này, 34 CV này, 21 CV này, đó. Chỉ có cái ly hỏa là không sửa được. Ừ, mình kiếm cả 4 thứ. Khó đúng không? Ừ, thiệt, ly thì khó kiếm thiệt. Nhưng mà đó, mình kiếm cả 4 thứ luôn. Kiểu như là hồi lúc đầu là có hai cái này sẵn nhưng nó cũng có biom. Và mình kiếm cả 4 thứ luôn, nói chung là yeah, thành công.